Ủa hai chị em ơi, hai chị em nay hai chị em đòi mẹ quấn cái khăn vô trong cổ để làm cái gì vậy các bạn? Mẹ làm siêu nhân. À, để làm siêu nhân. Ủa nhưng mà mẹ thấy con trai mới làm siêu nhân mà, nhưng Ruby. Mà nó làm siêu nhân hơn. À, siêu nhân. Tại Ủa. Con thấy siêu nhân có nhiều công chức. À, nhưng mà sao siêu nhân lại mặc đầm dưa hấu ta? Siêu nhân này có hai đầm. Vani, Vani cũng làm siêu nhân luôn hả Vani? Siêu nhân hoàn mỹ. À, rồi bây giờ hai siêu nhân đứng lên hát tặng các bạn bài nè. Hay quá. Các bạn thấy hai bạn siêu nhân của mẹ Dương hát có hay không? Bây giờ để thưởng cho hai bạn siêu nhân hôm nay hát rất là hay, bây giờ mẹ Dương sẽ tặng cho hai bạn một hộp đồ chơi. Ok, đâu Ruby khoe mẹ coi coi. Hộp đồ chơi nào dạ, về đây mẹ coi nè. Wow. Ruby đứng lên, Ruby đứng lên, Ruby cầm cho mẹ, đứng lên Ruby cầm. À, để mẹ quay Ruby. Đúng rồi, rồi Ruby xoay cái mặt hộp lại các bạn nhìn thấy cái hộp gì nè. Hộp bánh kem. Đâu, đâu phải bánh kem đâu. Cái này là bộ đi bán hàng. Rồi, bây giờ mình lấy bàn ra nha, mình lấy bàn ra mình ngồi mình quay nha. Rồi, ôm bà là hộp bình. Rồi. Ta đã có cái bàn rồi, bây giờ hai chị em chúng ta sẽ cùng khui cái bộ này ra cho các bạn cùng coi nha. Rồi các bạn cùng nhìn sơ qua nè, đây là hai chiếc xe này, một chiếc là bánh kem, còn một chiếc là bán bánh donuts các bạn ạ. Đó, một bên bán kem, một bên bán bánh donuts, và có cả kem que nữa. Và đây là cái máy tính tiền siêu thị, hai cái xe này chắc sẽ là dùng chung cái máy tính tiền này. Bây giờ hai chị em, à Ruby, con thích cái xe màu nào, màu hồng hay màu trắng? Con thích màu này. Thích màu hồng. Còn Bunny thích màu gì? Màu white. Màu white, ok. Rồi mẹ Như sẽ khui ra cho coi các bạn nha. Dạ. Mà Ruby thích quá. À, Ruby kéo ra cho mẹ đi. Dạ mẹ. Rồi Ruby lôi ra. Đúng rồi. Ruby lôi ra. Rồi mạnh ra. Rồi mạnh ra. Đúng rồi. Rồi mạnh ra. Đúng rồi. Ok. Ruby mở được. Oh, no no. Cái này nó có cái móc ở dưới đây. Đó. Để mẹ giúp cho hai chị em. Đây, Ruby mở cái này được rồi nè. Không ta? Ồ, hơi cứng, hơi cứng, hơi cứng. Cái này cứng lắm, để mẹ giúp cho. Từ từ, từ từ. Đây, chúng ta phải mở cái nút này ra. Các bạn ơi, mẹ Dương vừa mới giúp cho hai bạn Ruby và Vani khui bộ đồ chơi này ra. Và đây là chiếc xe màu hồng. Chiếc xe sẽ chuyên bán bánh donuts và bánh kem. Và ở đây còn có cả sữa dâu các bạn ạ. Và đây là sữa bò tươi. Sữa bò tươi. Ai uống sữa bò tươi thì có, ai uống sữa dâu có luôn. Và đây là bánh donut màu hồng, màu xanh. Có cả hình mặt cười nè. Rồi cả kẹo mút nha. Kẹo mút hình trái tim, kẹo mút hình lốc xoáy. Còn bên đây còn có bánh donut sô-cô-la nè. Đó, bánh donut dâu. Gấu. Và có cả bánh bánh gato, bánh bông lan. Và đây là cái kem gì vậy Ruby? Kem gì dài dài ta? Kem chuối hả? Kem chuối, kem chuối. Kem chuối, rồi. Và đây là cái máy tính tiền nha các bạn. Đó, nó ấn nút, nó sẽ bật ra, xịn ha. Bây giờ mình xin lấy máy tính. Tiếp theo sẽ là cái xe bán kem của bạn Bunny. Chúng ta sẽ có kem màu xanh nè, tai thỏ. Kem màu xanh lá cây, tai thỏ màu vàng luôn. Kem dâu. Kem màu trắng có mắt dâu bên ngoài nè. Và đây là kem ốc quế. Kem ốc quế bị dâu các bạn ạ. Ngon quá. Và đây là kem của bạn bánh bạn gì ta, bạn gấu hay bạn gì? Bạn chuột. Bạn Ruby nói đây là bạn chuột các bạn ạ. Mickey. À Mickey á hả? Rồi còn đây bạn Bunny cũng có một cái bánh gato nữa. Và đây là nước chanh nha. Đó, nước chanh. Và đây là cái bánh, cái kem có cái đế bánh ốc quế nè. Đó, chúng ta sẽ cầm như vậy và để kem lên trên đây. Nè Ruby, chờ chút nữa ai ăn kem thì mình để kem bên trên này nha. Dạ mẹ, dạ mẹ. Ok, rồi bây giờ mẹ Dương sẽ đi mua bánh donut và đi mua kem. Hai chị em hãy bán cho mẹ nha. Dạ.
Rồi. Ruby rau đi, Ruby rau đi. Ai mua không? Ai mua không? Lại đây. Rồi, bán cho mẹ Dương một cái bánh donut màu xanh lá cây này đi. Ok. Cho mẹ cái dĩa mẹ ăn nha. Ok. Nhớ lấy cái này gấp nè. Đúng rồi. Mình gấp mình cho ra cái dĩa màu hồng đi. Đúng rồi. Mẹ Dương thích dĩa màu hồng. Rồi, trong khi đó bạn Bunny hãy chuẩn bị cho mẹ một cái đây, kẹo à, cái kem hình bạn Mickey đi. Bạn ơi, đó, đây bạn đúng rồi. Wow, bạn Ruby đã chuẩn bị cho mẹ Dương một bánh donut. Còn bạn Bunny thì đã chuẩn bị cho mẹ Dương một cây kem hình chuột Mickey. Theo như bạn Ruby nói, bây giờ mẹ Dương sẽ thưởng thức cái cây kem chuột Mickey này trước nha. Thơm vị dâu các bạn ạ. Kem của bạn Bunny rất ngon. Rồi mẹ trả bạn Bunny nha. Bây giờ mẹ Dương sẽ thưởng thức cái bánh donut này xem như thế nào. Không biết có ngon không đây. Wow. Oh, các bạn ơi, đây mới là cái mặt đúng nha. Cái mặt này mới đúng nè. Có cả trái tim nữa. Trái tim màu hồng, màu xanh dương, màu xanh lá cây và màu trắng. Wow, hấp dẫn quá. Ăn thử thôi. Tuyệt vời. Rồi, mẹ Dương trả cho Ruby. Ruby ơi, cho mẹ Dương miếng sữa dâu đi. Cho mẹ Dương một miếng sữa dâu, mẹ Dương uống, mẹ Dương khát nước rồi đó. Rồi. Đây, sữa dâu nha. Uống thử sữa dâu coi ngon không. Mẹ Dương nhìn thấy cái kem có bạn chuột này dễ thương quá. Bạn Bunny ơi, bạn Bunny bán cho mẹ Dương cái kem chuột màu blue này đi. Đúng rồi, mẹ Dương muốn ăn ở trên cái ốc quế này. Đó, Bunny bỏ cái này ra. Bunny đặt xuống đây. Rồi, Bunny cho cái kem này ra cho mẹ Dương để mẹ Dương ăn bằng cái đó. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn Bunny nha. Các bạn ơi, đây là cái kem mà bạn Bunny làm cho mẹ Dương. Bây giờ mẹ Dương sẽ ăn thử đây. Kem rất là ngon. Rồi cảm ơn bạn Bunny rất nhiều. Bạn Ruby ơi, bây giờ mẹ Dương muốn ăn cái bánh donut màu hồng này nè. Đó, có cái sô-cô-la viền ở trên á, rất là đẹp. Rồi bạn Ruby bán cho mẹ Dương nha. Ủa, xong rồi lát nữa bạn Ruby nhớ tính tiền nha. Nhớ tính tiền hết bao nhiêu nha. Nãy giờ mẹ Dương ăn mẹ Dương chưa có tính tiền gì hết á. Ok, rồi 30 tiền đúng không? Dương thấy hiện lên số 30 tiền này các bạn. Đó. Bây giờ mẹ Dương sẽ thưởng thức tiếp cái bánh donut này. Bánh donut này màu hồng, chắc là vị cherry. Mẹ Dương nghĩ là như vậy. Và có cả sô-cô-la viền ở trên nữa. Và ở dưới là Việt Quốc này các bạn. Bánh donut này có hai vị. Vị Việt Quốc và vị cherry các bạn ạ. Đúng rồi. Rất là thơm các bạn ạ. Không có ngọt lắm ha. Rồi, cảm ơn hai bạn nhỏ rất nhiều. Bây giờ mẹ Dương đã rất là no rồi. Bây giờ hai bạn nhỏ hãy tạm biệt các bạn đi. Bye bye, bye. Phương Phương Channel tạm bye biệt bye. Các bạn ơi, mẹ Dương có bán bộ đồ chơi này luôn nha. Nếu các bạn thích thì hãy liên hệ với số điện thoại mẹ Dương có để ở đây để đặt mua hàng nha. Tạm biệt các bạn. Rồi chơi.